Trước đây mình không bao giờ thích mặc áo dài cả, bởi khi mặc vào thì mình cảm thấy rất là khó chịu và bó buộc. Khi thiết kế chiếc áo dài đầu tiên, mình đã tưởng tượng rằng mình sẽ thiết kế như thế nào để mình thích mặc nó. Và mình đã luôn trăn trở là làm thế nào chiếc áo dài trở nên hiện đại hơn này, tối giản hơn và thực tiễn hơn trong cuộc sống. Và đấy là con đường mình đã chọn. Mình là người rất thích đi du lịch, cứ có bao nhiêu tiền thì mình lại đi du lịch hết. Mỗi lần, mỗi một chuyến đi như vậy, mình về lại có rất nhiều ý tưởng mới. Ví dụ như là kết hợp văn hóa, thời trang của vùng miền nơi đó cùng với áo dài Việt Nam để tạo thành một thiết kế mới. Cho nên mình thấy là những nét độc đáo truyền thống hoặc dân tộc nơi đó kết hợp với truyền thống Việt Nam như Đông Tây hội tụ hoặc cổ kim hội tụ nữa. Đối với mình, giá trị trong thời trang không phải là một cái quần, cái áo. Thời trang nó cũng như diễn tả tâm hồn của người đó. Với cái tinh thần đó, mình muốn làm cái gì có giá trị thực và lâu dài bên trong. Vì thế khi làm những bộ áo dài, bất kể thiết kế sản phẩm nào, mình cũng đặt rất nhiều tâm huyết và giá trị bên trong. Ví dụ như là đường kim mũi chỉ ở bên trong cũng phải đẹp như ở bên ngoài. Không có một đường vắt sổ nào và tất cả đều phải rất là sạch sẽ và tỉ mỉ. Một sản phẩm được thiết kế nó thể hiện tâm hồn của người thiết kế. Vì thế, khi mình nuôi dưỡng tâm hồn mình thì mình sẽ thiết kế được những sản phẩm đẹp. Mình nghĩ rằng trong cuộc đời ai cũng có một sứ mệnh khác nhau. Mỗi người sẽ có một công việc gì đó để đem cho cuộc đời một điều gì đó. Cái slogan mà mình đặt cho Lao Phạm là Always Inspire, có nghĩa là luôn tìm được nguồn cảm hứng. Mình thấy rằng cuộc sống nó rất là ngắn, vì thế mình hãy làm một điều gì đó để cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ nhà thiết kế Ngọc Anh với thương hiệu La Phạm và Hoa hậu Ngô Phương Lan, một người bạn thân thiết lâu năm của nhà thiết kế. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho nhà thiết kế Ngọc Anh, vốn là một tiến sĩ khoa học, một cái điều mà không phải dễ dàng ai có thể đạt được, nhưng chị lại chuyển ngang sang làm nhà thiết kế thì chắc chắn là bạn đọc cũng sẽ rất là nhiều. Chắc chắn là thính giả cũng như nhiều người sẽ có một câu hỏi với chị, đó là vì sao lại có sự thay đổi như vậy? Ngọc Anh xin gửi lời chào đến khán giả của VOV. Em gửi lời chào chị Trà và Lan. Trả lời câu hỏi của chị thì em nghĩ là cái công việc em làm hiện nay đó là duyên, nó dẫn em đến. Trước đây thì em rất là yêu công việc làm khoa học của em, nhưng mà em vẫn luôn thích các cái hoạt động về nghệ thuật này, về thời trang. Em rất là thích vẽ từ nhỏ. Cách đây khoảng 7 năm thì em hay được bạn bè rủ đi các cái lễ hội âm nhạc ở bên Mỹ. Thì khi đi ấy, thì tất cả những người tham gia đều thiết kế những bộ cánh cho mình. Thì hồi đấy thì em cũng như mọi người, em cũng mặc cái bộ cánh mà do mình thiết kế. Và đến lúc mà đi tham gia thì mọi người rất là thích những cái bộ cánh đó và đặt em làm. Và từ đó nó trở thành cái duyên mà em bén với cả cái công việc thiết kế thời trang. Nhưng mà lúc đầu thì cũng chỉ là hobby thôi. Thế có một ngày đẹp trời vào cách đây 6 năm thì có một người khách hàng lạ mặt ở San Jose nhắn tin cho em và muốn nhờ em thiết kế một bộ áo dài. Thì lúc đó em cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên vì em cũng chưa bao giờ gắn bó với áo dài cả. Vì từ nhỏ đến lớn thì có khi em chỉ mặc đúng 2 lần vào những dịp trọng đại như là ngày lễ tốt nghiệp hay là ngày 8 tháng 3. Thì em lúc đó em cũng hơi đắn đo một chút. Và nghĩ là ok, nếu mà mình thiết kế một chiếc áo dài thì mình sẽ thiết kế như nào để mình mặc được hàng ngày và nó trở nên thông dụng hơn. Với cái quyết định đó thì em về Việt Nam thử làm một cái bộ sưu tập nho nhỏ. Nhưng mà khi bắt đầu làm thì em lại có rất là thêm nhiều ý tưởng khác. Nó cứ hết ý tưởng này, nó ý tưởng mới nó cứ đến và nó không chấm dứt. Vì thế em đã có một quyết định táo bạo là mình xin nghỉ việc, mình thay đổi luôn cái cuộc sống của mình là về hẳn Việt Nam để sinh sống và làm việc. Và từ đó đến nay thì La Phạm đã ra được hơn 200 bộ
áo dài với những thiết kế rất là khác nhau. Và tất nhiên là lấy cảm hứng từ chiếc áo dài dân tộc. À, em rất là mong muốn là chiếc áo dài nó sẽ trở nên phổ biến hơn. Tức là không chỉ là trong những ngày trọng đại mà có thể mặc vào tất cả những ngày trong ngày thường. À, như lúc đi làm, lúc đi chơi, kể cả lúc đi ra sàn nhảy. À, em cũng muốn là chiếc áo dài nó trở nên thông dụng không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nước ngoài. Vì em thấy là rất là nhiều người nước ngoài họ đến họ mua chiếc áo dài là chỉ để là làm kỷ niệm, mà có khi là họ không bao mặc bao giờ. Nhưng mà từ hồi em thiết kế giờ thì cũng có rất là nhiều người nước ngoài mặc những chiếc áo dài vào những ngày thường. Và đấy là niềm tự hào, là khi mà cái hai chiếc áo dài, những cái hai tà áo dài của Việt Nam đã trở nên thông dụng hơn. Và em mong muốn rằng là càng ngày sẽ có nhiều người mặc áo dài hơn. Không ngờ là một nhà khoa học mà lại có nhiều ý tưởng với cả thời trang đến như vậy. Câu hỏi tiếp theo xin hỏi Hoa hậu Ngô Phương Lan, là một người bạn thân thiết và lâu năm với cả nhà thiết kế Ngọc Anh, thì Ngô Phương Lan có ngạc nhiên không khi mà bỗng nhiên lại đang sống ở nước ngoài này, xong rồi là thay đổi đột ngột, xin nghỉ việc rồi sang một cái công việc hoàn toàn mới, thì là một người bạn thân thiết, thì lúc đó Ngọc Anh thấy như nào, có bị sốc không và có khuyên bảo bạn như thế nào không? Em quen chị Ngọc Anh từ năm 2002-2003, và em phải nói rằng em nghĩ là không có điều gì chị Ngọc Anh làm là không mang đến một cái sự ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Chị Ngọc Anh là một người mà có những cái năng lượng rất là tích cực và mong muốn, luôn luôn mong muốn là mang niềm vui đến cho những người xung quanh. Em không quá ngạc nhiên, bởi vì là thực ra là từ khi mà quen biết chị Ngọc Anh thì em cũng đã cảm nhận được một cái tâm hồn khá là nghệ sĩ và một cái tài năng về ngành nghệ thuật. Em nhớ là mấy lần mà em đến thăm nhà chị Ngọc Anh ở Thụy Sĩ, là chị thiết kế ngôi nhà rất là đẹp, một cái mặt bằng rất là đơn giản, cũng như là những nơi khác như mà một que tre chẳng hạn, hoặc là một cái hình hoa quả, hay là một cái đĩa hoa quả hay là gì đó. Em còn nhớ là chị có một cái xe đẩy của hàng không á, của Swiss Air, tại vì là chị có một người bạn mà ngày xưa mà làm ở là tiếp viên hàng không, thì là có tặng cho chị một cái xe đẩy mà họ đẩy đồ ăn các thứ á. Nhưng mà nó trở thành một cái decor ở trong nhà một cách rất là ấn tượng. Cho nên là em nghĩ là như là chị Ngọc Anh nói, nó cái nghề nó tìm mình như là một cái duyên đến, và em nghĩ là cái nghề này là một cái duyên đối với cả chị Ngọc Anh, nhưng mà nó cũng là đâu đó ẩn ở trong một cái tiềm thức nào đó mà chị cũng đã có cái năng khiếu này rồi. Thì từ khi mà chị nói với em là ok chị thiết kế thời trang, thì em cũng ok, yay. Cố gắng là ủng hộ hết mình, có thể là mặc những trang phục của chị, chụp cho chị những bộ ảnh. Bởi vì là em nghĩ là khi mà mình có những cái thay đổi ở trong cuộc sống, nhất là một người có con rồi á, thì mình luôn luôn là mình phải suy nghĩ một cách rất là kỹ trước khi mà mình có những cái thay đổi đó. Và từ trước đến giờ thì em cũng vẫn rất là tin tưởng vào những cái quyết định của chị Ngọc Anh. Cho nên là khi mà chị đã có cái quyết định để thay đổi ngành nghề như vậy, là em cũng cố gắng làm sao mà có thể là trong cái khả năng của mình để giúp đỡ cho bạn mình. Ngọc Anh phải là một người như thế nào đấy, một sức hút và một người sống rất là tốt với bạn bè như thế nào đấy, thì mới có một hoa hậu đẹp như thế này ủng hộ hết mình như vậy. Thưa Ngọc Anh, như thưa nhà thiết kế Ngọc Anh, thì chị có thể cho biết là lý do vì sao mà mình lại chọn thương hiệu của mình tên là La Phạm, và chị có thể cho biết được cái tiêu chí của mình như thế nào khi mình làm việc với ngành thời trang với cả áo dài ạ? Em đặt tên là La Phạm vì trước hết em là họ Phạm, và đi đâu thì em cũng mình rất là tự hào vì mình là người Việt Nam. Và cái tên họ thì nói lên rất là nhiều điều, là mình là người nguồn gốc như thế nào. Kể cả khi sống ở nước ngoài thì em có ai hỏi em là người gì, thì em cũng luôn nói em là người Việt Nam, và em rất là tự hào về cái dòng họ của mình. Thế còn là vì sao đặt tên là La Phạm, thì hồi đấy là người bạn rất là thân của em, thì bạn ấy nói tiếng Tây Ban Nha. Thì bạn ấy nói là các cái dòng họ, như chẳng hạn dòng họ lớn ở mà nguồn gốc Tây Ban Nha, thì họ gọi là La gì đó, như La Nguyễn, La Phạm, La Lê, vân vân.
thì em nghĩ là ok, nếu mà mình đặt tên là La Phạm, thứ nhất là nó vừa có tính chất Á, tính chất Việt Nam, lại vừa có tính chất hơi hướng ngoại một chút. La Phạm, người nước ngoài ấy, thì họ không nói được dấu, thì họ nói là La Femme. La Femme tiếng Pháp thì nghĩa là một người phụ nữ, một người đàn bà. Thì em lại thấy rất là hợp, thì nó, vì em là luôn muốn làm đẹp cho những người phụ nữ, và tất cả những cái bộ quần áo mình thiết kế là hướng đến là để làm đẹp cho phụ nữ. Cho nên là cái tên đấy nó có rất là nhiều ý nghĩa với em ạ. Trước hết ý, thì cái tiêu chí của em là em thích, em muốn mang cái nền văn hóa Việt Nam nó đi xa hơn một chút. Đấy, tức là không chỉ mặc Việt Nam, tức là em sẽ lấy những cái cảm hứng từ áo dài, áo yếm hoặc là tất cả những cái gì về Việt Nam thì em sẽ áp dụng cho những thiết kế của mình. Và thứ tiêu chí thứ hai là em muốn nó được ứng dụng rộng rãi, tức là mình sẽ mặc được rất là nhiều nơi. Đấy, không là chỉ là ở Việt Nam và cho tất cả những người phụ nữ trên thế giới. Tiêu chí thứ ba là nó có một cái sự tối giản, vì khi mà mình càng đi nhiều, mình càng trải nghiệm thì càng hiểu là cái gì là đẹp, vì cái sự tối giản là đẹp. Thì nhất là sau cái đợt dịch này thì ai cũng trở nên trầm lắng hơn, để mình thấu hiểu là những cái gì thật sự mới là cần thiết với mình. Thì ai cũng muốn là hướng đến cái sự đơn giản. Thì đơn giản nó là cái đẹp, nó là cái đẹp thuần khiết và nó là cái đẹp lâu dài. Cho nên là tối giản thì nó làm cho cái tâm mình cũng trở nên là nhẹ nhàng và cảm thấy thoải mái hơn. À, một cái tiêu chí nữa là vì mình là người Việt Nam ấy, trong cái đợt dịch này em có rất là nhiều thời gian để đi thăm các cái làng nghề của Việt Nam và phát hiện ra là còn rất là nhiều những cái cơ hội, chẳng hạn để áp dụng dùng trong thời trang như là vải lụa này. Mình có vải lụa rất là đẹp như là lụa của Bảo Lộc này, lụa của Nha Xá này. Rồi mình có thổ cẩm ở các cái vùng phía Bắc. Nó đồ đấy sẽ được mặc lâu dài hơn là những cái đồ mà như kiểu fast fashion, là mình chỉ mặc một lần, mặc vài lần rồi mình chán. Thì em muốn là làm sao là những cái sản phẩm mình làm ra thì sẽ được người mặc yêu thích và giữ lâu dài. Nếu mà mặc được nhiều lần thì nó sẽ có giá trị không chỉ về văn hóa mà cả về môi trường nữa. Được biết là Ngọc Anh không chỉ là quan tâm đến chất liệu thông thường đâu, mà Ngọc Anh còn là một cái người mà hướng đến như một nhà thiết kế chuyên nghiệp thế giới. Đấy là nguồn gốc của từng loại vải mà Ngọc Anh thiết kế đều là có nguồn gốc xuất xứ và đặt dệt riêng. Vậy cho nên là những cái bộ của Ngọc Anh khi mà mặc vào mọi người đều thấy khá là thoải mái. Thì câu hỏi tiếp theo xin hỏi Hoa hậu Ngô Phương Lan, thì là một không chỉ là một người bạn nhưng cũng là một người tiêu dùng và thường xuyên mặc áo dài của La Phạm. Thì Hoa hậu Ngô Phương Lan có thể cho biết là cái cảm giác của mình khi mà mặc những cái bộ ý như thế nào không ạ? Tất cả những cái bộ áo dài cũng như là váy áo của chị Ngọc Anh là em có thể thông dụng được hàng ngày. Từ cái chất liệu cho đến những cái đường may rất là chuẩn. Bây giờ khi mà tham gia vào trong cái ngành thời trang nhiều hơn ấy, thì em mới bắt đầu em để ý là cái quan trọng của từng cái đường chỉ, từng cái đường may á, là nó sẽ nói lên được là cái sản phẩm đấy, cái dáng nó lên áp vào cái dáng của mình nó có chuẩn hay không. Thì đối với những cái sản phẩm của La Phạm là em thấy là chị Ngọc Anh là một người, có thể là bởi vì là do là chị xuất phát điểm là từ ngành khoa học, cho nên là chị rất là chi tiết, cho nên là những cái điều đó là chị rất là kỹ tính và chị đã lựa chọn những cái lựa chọn trong những cái lựa chọn tốt nhất mà mình có thể. Thì những cái bộ áo dài, em biết là khi mà chẳng hạn như là mình tham gia những cái sự kiện thì mình chỉ có thể mặc được 1-2 lần, nhưng mà những cái bộ áo dài của chị Ngọc Anh là em mặc rất rất nhiều lần rồi. Và ngoài cái việc mà mình cảm thấy là duyên dáng, mình cảm thấy là thoải mái ra, thì mình còn cảm thấy là kể cả mình có tăng cân hay là sút cân thì mình mặc cái bộ đấy nó vẫn rất là đẹp. Như là cái bộ đó nó chỉ được thiết kế là dành riêng cho mình, mặc dù là mình cũng thấy là những người khác mặc cũng rất là đẹp. Em lấy một ví dụ là đợt vừa rồi là có một cái buổi chụp hình, em có mượn chị Ngọc Anh mấy cái áo dài để cho mọi người mặc. Thì là trong đó là có em này, có mấy chị bạn và có cả mẹ em và các cô.
và cái một cái bộ áo dài đó đã qua tay tất cả những người mà đã tham gia buổi chụp đó, và ai cũng rất là thích. Cho nên là em mới phải nhấn mạnh cái điều là cái chất ứng dụng nó rất là cao và cũng rất là tôn dáng cho tất cả các loại vóc dáng khác nhau. Cho em nghĩ là những cái áo dài có thể là trademark của từng thương hiệu, hoặc là một cái bộ váy nó là trademark của từng thương hiệu, thì La Phạm đã làm được điều đó với rất là nhiều dáng áo dài và váy khác nhau. Một bộ quần áo không chỉ là một bộ quần áo thôi đúng không ạ? Mà nhà thiết kế còn thổi hồn vào đấy cái tư tưởng của cô ấy, cái thế giới quan của cô ấy và cả cái sự truyền cảm hứng nữa. Thì Ngọc Anh có thể cho biết kỹ hơn về việc khi mà mình thiết kế ra bộ ấy và mình tưởng tượng, mường tượng ra là cái người mặc nó sẽ có những cái hiệu ứng như thế nào, cũng như là cái cảm xúc như thế nào không? Đúng là một cái thiết kế thì nó không phải chỉ là một cái sản phẩm, mà đối với em là mọi thứ mình làm thì mình muốn đều là nó có một cái linh hồn ở trong đó. Vì thế là khi mặc một cái chiếc áo ấy thì người mặc nó không chỉ nghĩ ở đấy là một cái món đồ đâu, là mình chỉ là một cái món để mình làm đẹp, mình cảm thấy là mình tự hào, mình cảm thấy là mình là con một con người hạnh phúc, một con người tự do. Đấy, vì đối với em thì tự do ấy thì nó là cái niềm hạnh phúc, mà đối với người phụ nữ, tức là người phụ nữ được làm cái điều mình muốn, được sống theo cái mong muốn của mình. Đấy, thì đối với em đấy là hạnh phúc. Bây giờ là phải hỏi Hoa hậu Ngô Phương Lan. Chị là một người Hoa hậu có thể nói là rất thân thiện. Và trong số những Hoa hậu Việt Nam, tôi còn nhớ là ngày xưa khi mà các Hoa hậu của chúng ta đạt được vương miện thì mọi người thường gọi là nụ hậu. Tại vì là thường là những cô gái vẫn chưa thật sự chín, mọi người vẫn chưa thấy cô thực sự tỏa sáng. Thế nhưng mà đến Hoa hậu Ngô Thư Phương Lan thì thực sự là vừa cả ngoại ngữ lại vừa cả ngoại hình, vóc dáng, và mọi người rất là yêu quý. Thì chị cũng là cái người mà Hoa hậu cũng là người mà truyền cảm hứng cho các cô gái rằng là chúng ta vừa đẹp, chúng ta vừa tài giỏi và chúng ta vừa độc lập. Thì việc mà một người phụ nữ hạnh phúc thì qua cái trường hợp của nhà thiết kế Ngọc Anh, khi mà sẵn sàng sống với đam mê, sẵn sàng thay đổi, thì Hoa hậu Ngô Phương Lan có bình luận gì về những cái người phụ nữ mà dám sống, dám đam mê như vậy? Là một người bạn và một người cộng sự, em rất là ngưỡng mộ chị Ngọc Anh. Bởi vì là chị Ngọc Anh là một người rất là dám làm. Chị cũng thường nói với em là, tại vì là bây giờ hai chị em đang cộng tác với nhau trong một cái dự án mới, cũng mang thời trang tới cho rất là nhiều đối tượng khác nhau. Thì em nhớ là chị Ngọc Anh hay nói với em là thôi cứ làm đi, đừng sợ gì hết cả, cứ làm, có thể là mình làm dần, mình làm từ nhỏ đi, nhưng mà mình bao giờ mà mình có ý tưởng, bao giờ mà mình có cái năng lượng để có thể làm thì mình cứ làm. Chứ mình cũng không cần phải bàn tán quá nhiều, mình không cần phải nói quá nhiều về những cái dự án của mình. Thì em thấy là em rất là tâm đắc với cả cái lời khuyên đó. Đối với em thì em nghĩ là mỗi người phụ nữ, không phải chỉ riêng người phụ nữ, người đàn ông cũng như vậy, sẽ qua rất là nhiều những cái giai đoạn trong cuộc sống khác nhau. Bởi vì là họ lớn tuổi hơn, và họ sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau, và họ sẽ có những cái kinh nghiệm cuộc sống khác nhau, họ sẽ có những cái góc nhìn về cuộc sống và những giá trị, cũng như là đánh giá cuộc sống, đánh giá mọi thứ xung quanh một cách rất là khác nhau. Thì để mình có thể theo được những cái sự thay đổi như thế thì mình cần phải hiểu rõ là mình muốn gì và cái điều gì nó làm cho mình hạnh phúc. Và một khi mà mình đã tìm được những cái triết lý đó cho bản thân á, thì mình đừng sợ. Bởi vì là miễn sao là nó không ảnh hưởng tiêu cực được tới người khác, nếu mà nó là ảnh hưởng tích cực thì mình vẫn nên làm. Mình đừng có sợ gì hết cả, bởi vì là mình, tiếng Anh nó bảo là you only live once. Thì mình chỉ có một cuộc sống thôi, mình chỉ có một cuộc đời thôi, cho nên là mình đừng để cho nó đi một cách mà vô ý nghĩa. Và với cái tuổi trẻ và các cái độ tuổi khác nhau ở trong cuộc sống, mình cũng thấy mình cũng chỉ có một cơ hội để mình có thể làm
làm cái điều này ở một cái độ tuổi đấy thôi. Cho nên là nếu mà mình chờ lâu quá thì mình sẽ bỏ lỡ cơ hội. Thì cái điều đó em nghĩ là nó rất là phù hợp với cả cái quyết định thay đổi ngành nghề của chị Ngọc Anh, cũng như là một người phụ nữ ở trong cuộc sống ấy, khi mà mình đã cảm thấy là mình được tự do, mình cảm thấy là mình có thể là yêu thương bản thân mình hơn ấy, thì những cái điều gì mà khiến cho mình có những cái cảm giác như thế thì mình nên theo. Tôi còn nhớ là Ngọc Anh có một cái bộ sưu tập mà có tên là Liban, đúng không? Vâng, vì là mình cũng biết một chút tiếng Pháp nên là mình sẽ tưởng tượng nó như là vừa là một cô gái đẹp, nhưng mà cũng vừa chữ Liban nó cũng vừa như là liberté, tức là tự do. Và mình cũng xin kết thúc cái chương trình nói chuyện với cả hai người đẹp của chúng ta ở đây. Cái thông điệp của cuộc nói chuyện hôm nay đó là chúng ta hãy dám sống, dám đam mê, dám thay đổi và sống hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.